Xin chào anh chị bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio. Và lời đầu tiên dành cho anh chị bạn nào mà mình vừa mới biết đến bên Ken Audio của em, chuyên về các cái bộ micro hát thu âm livestream nè, rồi bàn mixer nè, micro không dây karaoke gia đình nè, rồi các cái loại loa Bluetooth cầm tay nè, loa nên phụ kiện công nghệ có đầy đủ ha anh chị bạn. Đó thì địa chỉ bên em là ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, mọi chi tiết anh chị bạn có thể liên hệ qua số hotline nè, hoặc là nhắn tin Zalo cùng một cái số điện thoại luôn, 0932 075 612 ha. Đó, em có để trên màn hình nha anh chị các bạn. Đó. Rồi thì quay lại cái video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị các bạn mình cách sử dụng cái em số cài K900 mà vừa rồi em đã có đập hộp cũng như là đã có video hát test chất âm cho anh chị bạn rồi. Đó, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị bạn mình cách sử dụng là cách lắp dây rồi các cái nút chỉnh ở trên đây như thế nào. Đó, để mình nắm được ha. Thì trước khi vào cái nội dung chính này, anh chị bạn nào mình chưa đăng ký kênh, hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha anh chị bạn. Bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em cập nhật những cái sản phẩm hot độc đáo chỉ có tại Ken Audio nha. Rồi thì em sẽ nói sơ về cái hình thức mà đặt hàng cũng như là hình thức giao hàng bên Ken Audio của em, để mà mình dễ làm việc ngay từ đầu ha. Rồi thì bên em á, khi anh chị bạn mua hàng bên Ken Audio của em thì được cái là anh chị bạn yên tâm là bên em sẽ trước khi giao bên em sẽ test hàng ok hết rồi bên em mới giao cho anh chị các bạn ha. Và đối với những cái sản phẩm hay là những cái bộ combo mà giá từ dưới 2 triệu thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị các bạn mình được nhận hàng rồi mình mới thanh toán, không cần phải cọc trước, không cần phải chuyển khoản trước nha. Đó, nhưng mà em hỗ trợ anh chị bạn khi nhận đến cho anh chị các bạn mình được xem hàng đó, xem coi có giao đúng mẫu mã không, rồi coi có đủ phụ kiện hay không. Mà anh chị bạn khi xem là hãy ngồi ngay tại chỗ shipper mở hàng xem. Và nếu như đối với những cái bộ mà nó nhiều phụ kiện, combo nhiều phụ kiện, thì anh chị bạn nên quay video lại trong quá trình mở hàng nha. Tại để nếu như mà thí dụ quay lại mà trong đó là như em có bên em có thiếu phụ kiện gì, thì khi mà anh chị bạn gửi video đó qua cho em xem, nếu đúng thì bên em sẽ gửi bù cho anh chị các bạn, nên là anh chị bạn cứ yên tâm. Đó, còn hàng khi anh chị bạn mua bên em thì sẽ có tem bảo hành cũng như là hóa đơn bảo hành cho anh chị các bạn. Ở bên em trước giờ là luôn lấy tiêu chí uy tín chất lượng làm hàng đầu nha anh chị các bạn. Rồi thì hỗ trợ xem hàng chứ không hỗ trợ anh chị bạn thử hàng nha. Tại vì thứ nhất là những cái bộ như những cái bộ combo này phải lắp dây nhợ rồi ngồi hát kết nối Bluetooth ngồi hát nữa thì nó rất là mất thời gian, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà quá trình mình lắp đặt như vậy, nếu như mà anh chị bạn chỉ cần trâu ông này mà cắm cầm bà kia thì khi đó nó sẽ không hoạt động, rồi shipper ngay đó họ không có biết về mặt kỹ thuật để mà hỗ trợ anh chị các bạn được nha. Rồi cái thứ ba nữa là cũng tránh luôn là khi mà ngồi thử như vậy á, nhiều khi shipper không để ý thì có một số nha. Nó có một số anh chị bạn là em gặp trường hợp rồi, đã cháo hàng của em ha. Đó, mua ở một chỗ khác rồi bây giờ nó bị lỗi, chỗ đó bị lỗi xong rồi giờ lấy của em cháo qua. Đó, rồi mới đưa lại cho em cái sản phẩm lỗi đó, thì là để tránh những cái việc mà ngoài muốn như vậy thì bên em sẽ chỉ hỗ trợ xem hàng, không hỗ trợ thử hàng nha. Và khi xem tại chỗ, và nếu ok hơn là nên quay video lại trong quá trình mở hàng. Rồi, đó là về cái chính sách đặt hàng cũng như là giao hàng bên em. Đó, anh chị bạn cảm thấy ok thì mình liên hệ nha, để cũng khỏi phải tránh mất thời gian của đôi bên ngay từ đầu. Rồi, và em cũng nói luôn ha, hàng ở bên em là sẽ có những tem tem bảo hành bên em dán lên xác nhận hết ha. Nên là một số anh chị bạn mình cũng từ bỏ cái ý định mà mua ở một chỗ khác, xong rồi cái thấy cái điện thoại của em để trên YouTube á, rồi cái cứ gọi là kêu là mua bên em nha. Đó, mua bên em là sẽ có tem bảo hành và hóa đơn bảo hành đàng hoàng xác nhận nha. Đó, chứ tránh là mua trên những cái chỗ khác hay trên những cái sàn đó, thấy giá rẻ rồi mua, xong rồi bây giờ mua xong rồi không biết liên hệ với ai, rồi lên YouTube thì thấy kênh của em rồi cái bóc số điện thoại là gọi luôn, rồi nói là mua bên em. Đó, mua bên em thì sẽ có tem bảo hành xác nhận. Đó, rồi lịch sử chat nhắn trên Zalo đặt hàng đàng hoàng, chứ đâu phải tự nhiên nhảy vô rồi ai cũng nói là mua bên em rồi cứ kêu là bảo hành đâu nha anh chị bạn. Đó, nên là tốt nhất anh chị bạn mình thấy chỗ nào uy tín tin tưởng thì mình đặt hàng ha, chứ chênh lệch với nhau không có bao nhiêu, rồi lại mình mua những cái chỗ mà bán xong rồi bỏ con giữa chợ như vậy thì rất là đáng tiếc nha. Ví dụ có gọi bên em nhờ giúp đỡ em cũng không giúp được những cái đó nha anh chị bạn. Rồi bây giờ xin mời anh chị bạn cùng xem con sao cà K900 này nó sẽ sử dụng ra sao nha. Thì thật ra khi anh chị bạn mua một combo á, nhìn vào nó có rất là nhiều, nhưng mà những cái đó nó là phụ kiện, nhớ gọi là những cái râu ria bên ngoài thôi. Cái chính á, là anh chị bạn lấy cho em cái sao cạc đây ra nè. Đó,
Còn cái phụ kiện mà chân kẹp với màng lọc á, thì cái đó là phụ kiện em đã có làm một cái video riêng rồi. Cái đó mình lắp cũng được, không lắp cũng không sao nha. Đó. Rồi bây giờ anh chị lắng lấy số cạc là nhấn cái nút ở ngay đây. Nút ngay đây là nút nguồn ha, mình nhấn giữ 3 5 giây nó sẽ mở nguồn. Rồi khi mà mình không dùng nữa thì mình cũng nhấn cái nút này, 3 5 giây nó sẽ tắt nguồn. Rồi bây giờ nguồn đã lên rồi anh chị bạn. Ha, bây giờ em sẽ nói luôn cách cách gắn dây nè. Rồi anh chị bạn lấy tiếp cái dây micro ra. Dây micro trong hộp micro là dây như thế này đây, nó có hai đầu như vậy. Đó. Rồi một cái đầu nhỏ này thì mình sẽ dòm trên này, nó có hỗ trợ mình hai cổng gắn để gắn micro luôn ha. Đây mic 1 và mic 2 nè. Bây giờ mình gắn cổng nào cũng được nha, em sẽ gắn vào mic 1 đây. Rồi, còn cái đầu còn lại này nè. Đó, anh chị bạn mình sẽ gắn đây. Ví dụ là em lấy micro E21 đi làm ví dụ ha. Rồi mình sẽ gắn là để ý cho nó đúng cái khớp của nó nha anh chị bạn. Nó có ba chấu dưới đây. Thì cái này tương ứng với ba chấu ở trên này. Đó. Và mình sẽ nhấn cái nút ở đây xuống để mà nó mới vào được. Rồi. Nhấn vào ha. Rồi khi muốn rút ra mình cũng sẽ nhấn cái này xuống để mình mới rút ra được nha. Rồi. Ok. Đã sát vào rồi nha. Rồi, và chỉ luôn anh chị bạn một cái mẹo nhỏ nè. Là khi mà mình hát những cái em micro thu âm như vậy á, đối với những ai mà lần đầu tiên mình mới tiếp xúc thì mình sẽ không quen ha, mình cứ tưởng cầm theo cái kiểu hát cái mic gia đình kia đó, hát ở trên đầu trên đây là không phải nha. Mình sẽ hát ở cái mặt trước này nè. Đây cái chữ mà nó có ghi cái tên thương hiệu model này 21 thì mình sẽ hát vào cái mặt này nha anh chị bạn. Đó, chứ cũng không phải hát ở mặt sau đây mà cũng phải hát mặt trên nha. Rồi, xong tiếp theo là mình sẽ gắn dây tai nghe. Rồi mình sẽ lấy tai nghe mua combo thì sẽ được tặng kèm tai nghe trong combo luôn. Đây là tai nghe. Đây anh chị bạn gắm một cái cổng nó ghi chữ Airphone nè, anh chị bạn nhìn thấy rõ không? Đây, Airphone nha. Đó, hoặc là mình gắn bên cái cổng nó ghi chữ speaker đây cũng được nè. Đó, speaker hoặc Airphone, nhưng mà em sẽ gắn vào Airphone nha. Rồi gắn tai nghe vào. Rồi, tiếp theo anh chị bạn, cái này nữa là gần như là xong rồi đó. Nói chung lắp là rất là đơn giản thôi. Thì anh chị bạn lấy trong cái hộp sau cạc á, nó có cái dây màu trắng như thế này nè. Thì nhà sản xuất người ta sẽ cho mình hai cái dây màu trắng như vậy. Đó, để mình có thể secure ha. Bây giờ em lấy một dây ra nha. Rồi cái dây là một đầu anh chị bạn gắm vào cái cổng nè. Ở đây nó cũng hỗ trợ cho mình hai cổng để mình livestream hoặc là thu âm được luôn ha. Đó, đối với những có những cái bạn là idol Bigo á, live một lúc hai máy á, ha, thì mình có thể ở đây hỗ trợ nè, hai cổng được luôn nè. Đó. Rồi mình sẽ gắn, bây giờ em gắn vào cổng live 1 nha. Rồi. Rồi, còn cái đầu còn lại này thì anh chị bạn mình sẽ gắn vào với cái điện thoại mà anh chị bạn muốn lên livestream nó, hoặc là muốn cái điện thoại nào dùng để quay video thu âm á, thì mình sẽ gắn vào ha. Rồi và lưu ý một xíu nữa nè, là đối có những cái ốp lưng anh chị bạn sử dụng nó dày quá thì khi mình gắn cái giắc này vào nó không có ăn sát vào được, thì nếu lúc đó thì mình nên chịu khó gỡ cái ốp lưng ra thì mình hãy gắn cái giắc này vô thì nó mới ăn được nha. Rồi ok, gần như vậy là xong rồi anh chị bạn, xong phần cách lắp dây rồi ha. Giờ chỉ còn lại là mình kết nối Bluetooth với em này để lấy nhạc nữa là hát thôi. Thì kết nối Bluetooth thì anh chị bạn sẽ lấy cái thiết bị thứ hai, ví dụ ở đây em có cái điện thoại thứ hai hoặc là máy tính bảng cũng được anh chị bạn, hay là nói chung là cái thiết bị nào mà nó có thể kết nối Bluetooth được á. Đó, bây giờ em lấy cái điện thoại đi. Hai anh chị bấm vào cài đặt nè. Xong bấm vào Bluetooth ha. Đó, thì cái tên Bluetooth của nó là SK900 luôn nè anh chị bạn. Đó, K900 ha. Thì bây giờ em đang kết nối rồi nè. Nó ghi là đã kết nối rồi đó. Đó. Rồi. Như vậy thôi, rồi xong rồi mình hát ra, mình lên YouTube, mình gõ karaoke bài gì đó, rồi đeo tai nghe vào rồi mình hát thôi. Rồi, đó là về cách lắp ha. Cách lắp thì đơn giản gì mà nhìn thấy đây, hình như là chỉ có cần 3 giây thôi. 3 giây là mình đã lắp được rồi ha. À, rồi sẵn nói luôn, nếu mà anh chị bạn mình không có cái điện thoại thứ hai mà mình có một cái laptop ở nhà hay là một cái máy tính ở nhà mà bây giờ mình muốn lấy nhạc từ cái máy tính đó thì anh chị với bạn sẽ dùng dây nha. Đây, đây mình lấy cái dây trắng thứ hai mà nhà sản xuất cho secure nè. Rồi, mình sẽ gắm vào cái cổng này nè anh chị bạn. Đây cái cổng nào mà anh chị bạn thấy cái tên nó dài nhất luôn đó. Này là em đọc tiếng Anh nè, Adcomm Payment ha. Đọc tiếng Anh của nó là Adcomm Payment. Đó. À, cái tên dài nhất ha, mình gắm vào cái cổng này. Rồi. Xong, còn cái đầu dây còn lại này thì anh chị bạn sẽ gắm vào cái cổng tròn mà để gắn tai nghe ở trên laptop á. Đó, mình gắm vào đó. Rồi là ok lấy nhạc thôi. Rồi khi đó mình lên laptop rồi vô YouTube rồi gõ karaoke bài gì đó rồi mình hát ha. Rồi. Xong rồi, bây giờ em sẽ nói qua cái cách mà các cái nút trên đây để mình chỉnh theo cái tùy chỉnh cái thích của mình. Đầu tiên chị bạn thấy nó có ba cái núm DJ ở đây rất là to ở đây.
Thì cái nấm cái nút đầu tiên á, nó ghi cái hiệu đây luôn là Music, tức là để điều chỉnh âm lượng nhạc to nhỏ ha. Ở trên sau card này anh chị bạn chỉnh cũng được ha, hoặc là trên cái thiết bị mà mình dùng để cấp nhạc á, ví dụ em đang cấp nhạc cho nó bằng con điện thoại này, cái nó Bluetooth, mình cũng có thể chỉnh to nhỏ trên cái điện thoại này nha. Rồi tiếp theo nó là cái nút ở giữa đây là monitor, tức là âm lượng tổng của cả tiếng nhạc và tiếng mix ha. Đó, lượng tổng nè. Rồi tiếp theo ở đây bên đây cái nút này là tức là để chỉnh độ vang nè, vang ít vang nhiều thì mình xoay đây ha. Đó. Ví dụ mà đối với có một số anh chị bạn mình không thích vang nhiều quá thì anh chị bạn có thể nè, như bạn thấy nó có cái vạch mũi tên đỏ đây nè, mình vặn xuống ha. Vặn xuống từ hướng cỡ 50 hoặc là 40 nè, còn muốn ít nữa 30, muốn ít nữa xuống xuống gần như là tắt luôn. Đó, nhưng mà em thì em lại thích hát nó có vang, nó hơi vang nhiều xíu thì cái giọng mình nó sẽ mượt hơn. Đó là theo sở thích của em. Đó, thì em sẽ để tầm cỡ như vậy. Đây, cái vạch đỏ nó chỉ vậy nha. Rồi. Đó, còn music đó, music thì mình cũng để vừa vừa thôi, đừng để to quá. Em để tầm đây, cái vạch này chỉ giống hướng 3 giờ ha. Đó. Còn tùy thôi, có những cái beat đó thì cái nhạc nó đánh rất là chuẩn ha, nhạc nó đánh to gõ. Còn có những cái beat thì cái nhạc nó nhỏ lắm, nên là tùy, nếu beat nào nhỏ thì mình sẽ tăng lên. Rồi. Rồi ở đây nè. Mic volume, cái nút này là để chỉnh âm lượng mic nè, to nhỏ luôn nha. Rồi mình lưu ý với em một xíu là như cái con mic mà E21 đây em làm ví dụ á, thì con mic này nó rất là hút ha, rất là hút luôn, nên là mình sẽ để tầm hướng hướng cỡ đây, cái vạch này nè, cái mũi này tên này giống như chỉ hướng 1 giờ hoặc 2 giờ thôi anh với bạn ha, mà dữ lắm là lên 3 giờ. Nhưng mà 3 giờ thì nhiều khi cái mic nó hút quá thì nó cũng rất là dễ, nhiều khi nó thu tiếng gió vô luôn anh với bạn, tiếng quạt gió mà mình ngồi á, nên là mình cũng vừa mở nó âm lượng vừa vừa thôi ha. Đó đó, thì em thường em để tầm 1-2 giờ đó. Còn đó, những cái mic như là những con BM900 là cái loại mic thu âm livestream mà giá rẻ nhất luôn rồi đó, thì cái con mic đó thì cái độ hút nó cũng không có nhiều đâu, thì mình cứ tăng tăng cái mic volume mic lên ha. Đó đó là em gợi ý anh chị bạn vậy nha. Rồi tiếp theo đây là chép nè, chung và bass của đường mic ha. Chép đây là nút chỉnh chép nè, đây là nút chỉnh đường chung nè. Thì hai cái này á, là giúp cho tiếng mình nó sáng hơn, muốn sáng tiếng thì mình sẽ tăng hai nút này lên đó. Còn cái nút đây là chỉnh đường bass của mic nè, tức là tiếng mic mình muốn hát ra nó ấm á, thì mình sẽ tăng cái nút này đó. Thì mà thường em chỉnh á, là em sẽ để cho nó hướng 3 giờ hết. Đây, ba nút này là hướng chỉ mũi tên giống 3 giờ nè. Rồi đó, rồi tiếp theo nè, 1 2 3 4 không đâu, 1 2 3 4 à, 4 bên đây nè. Đó, anh chị nhớ nè, 1 2 3 nha, 4, 4 cái nút này nha. Trừ cái nút này ra nha, là bốn cái chế độ vang khác nhau ha. Đây, đối với những bạn nào mà thích dòng thể loại rap á, thì cái bấm ở đây là chế độ vang dành cho hát rap nè. Cái vang vừa phải, nó không quá ít mà cũng không quá nhiều nè, để đọc rap rồi đó ha. Rồi còn ba cái này là để mình hát karaoke thông thông dụng ha. Đó. Anh chị bạn thể tùy chỉnh nha. Rồi còn cái nút ngay đây nè, là khi nhấn vào đây là cái tiếng mọc luôn nha anh chị bạn, không có vang vọng gì luôn nha, đây là tiếng mọc nha. Đó, để ý nè. Rồi mình bấm lại đây cái là mới có vang nè. Đó, mấy cái chế độ này mới là vừa vang nha. Đây. Rồi qua đây là cái autotune nè, Elite Cheat là autotune ha. Autotune thì mình phải chỉnh đúng tông thì mình mới hát mới dễ được nha anh chị bạn. Rồi tiếp theo cái hàng nút xanh ở dưới đây là để các cái hiệu ứng khán giả vỗ tay cười nói rồi đó, cho nó vui nè. Trên này cũng vậy luôn nè, nút mấy nút cam trên này nữa nè, cũng là hiệu ứng khán giả luôn nha, hiệu ứng nhạc nền đồ nọ nha. Rồi bên đây là để giả giọng nè anh với bạn, đây cái nút này là male nè, rồi female nè, rồi children là để giả giọng đàn ông, phụ nữ, rồi em bé nè. Đây là ba nút này nha. Rồi còn cái nút mà doji này là khi mà anh chị bạn nhấn vào á, lỡ mà mình nhấn vào á là mình đang mở cái nhạc nhạc nền nó đang chạy đúng không, mà khi mình cất tiếng nói một cái là nhạc từ 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 từ, từ nhỏ rồi tắt luôn. Đó là chế độ doji nha, khi mình đó mình biết là mình đã nhấn trúng vào đây thì mình sẽ nhấn lại một cái nó không còn chớp nữa thì là mình đã tắt chế độ đó rồi. Đó rồi, đó là những cái nút mà thông dụng mà mình sẽ hay sử dụng mà hay dùng đến, thì em giới thiệu anh chị bạn vậy nha. Đó, còn mình có thể trải nghiệm thêm, mình trải nghiệm thêm thử, mình cứ nhấn thử vô ha. Đó, còn không thì khi mà không chắc thì mình cứ tắt nguồn xong mình mở lên lại thì nó sẽ trở lại chế độ mặc định cho anh chị các bạn mấy cái nút trên đây nè. Đó rồi, như vậy thôi, đơn giản cũng dễ sử dụng thôi. Bộ này là
quá là đơn giản, tiện lợi, giá tiền sang xịn mịn nha anh chị bạn. Rồi anh chị bạn nếu mà cảm thấy thích video này thì hãy cho em một like nha. Còn ai chưa bấm đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh nha anh chị bạn. Bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà em cập nhật những cái sản phẩm hot chất lượng ha. Rồi cảm ơn anh chị bạn đã tin tưởng và ủng hộ kênh audio trong suốt thời gian vừa rồi. Xin chúc anh chị bạn được nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.